Vâng, cửa hàng âm thanh Xuân Đốc Đỏ xin kính chào tất cả các bác. Thì hôm nay lên sóng cho các bác đây là một lô mic hơn 20 bộ. Dòng mic BVS dòng đầu nhỏ, có tự ngắt và chỉnh độ nhạy ở trên tay mic luôn. Thì với những đầu mic đầu nhỏ này thì các bác đã biết rồi, là những bộ mic luôn luôn có chất lượng cao và được nhiều người tiêu dùng người ta săn lùng nhiều nhất. Bởi vì những cái đầu mic đầu nhỏ này nó có những cái chức năng mà trên những đầu to nó ít khi có hơn, đó là cái chức năng chỉnh độ nhạy ở trên tay. Cái đặc biệt được thứ hai là cái đầu nhỏ này thì nó sẽ tích hợp cả cổng Canon cũng có luôn, và tất cả mọi thứ nó sẽ ok hơn và cái đồng này nó cũng hiếm hơn. Thì hôm nay em về cho các bác đây là một bản đời khá là cao, đó là bản GS750. Thì các bác lưu ý cho em trong tất cả mic BBS đấy sẽ có đời là GS750. Đây là sẽ có cả đời cao hơn một chút nữa là đời C77GS nữa, thì nó giống nhau cả thôi, thì em sẽ để chung. Nhưng đối với những bản mà GS thì đó là những bản cao nhất trong những cái model mà chúng ta đã có. Thì hôm nay em về cho các bác đây là hơn 20 bộ. Về với đầu thu á, thì nó sẽ thiết kế chung rồi, nó vẫn đang còn đẹp, bởi vì những đầu thu này họ bỏ trong cái tủ âm thanh, thì cho dù để có chục năm nữa thì nó vẫn đang mới tinh thôi các bác ạ. Đang rất là đẹp này, đang còn nhóng nhánh luôn các bác nhé, đang rất là đẹp và nguyên zin cho mọi người. Đa số cho dòng mạch GS này là mạch vị tím hết, em mà chưa tháo, nhưng mà mất 99% các bác là dòng này là vị tím, bởi vì mặt đời GS này. Còn tay đây, em để cả rổ đây, em chưa bóc. Đây là nguồn. Nguồn là những dòng đầu nhỏ này, cho bác lý cho em. Tất cả những dòng đầu nhỏ của BBS này nó sử dụng nguồn là nguồn 8V. Nguồn 8V nhé, chứ không phải là nguồn 12V. Những dòng đầu lớn sẽ dùng nguồn 12V. Anten thì là anten zin hết. Đấy, anten có chữ BBS luôn. Anten zin BBS luôn. Đấy, anten zin BBS các bác nhé. Về phía tay, tay mic thì đương nhiên là cũng sẽ có những một số tay là nó còn đẹp, còn tay là số còn xấu. Thì đương nhiên mà em sẽ những tay nào xấu quá thì em sẽ bán rẻ hơn cho các bác. Còn đa số những mẫu tay với tầm trung trung như thế này, đấy trung trung như thế này, nó tầm khoảng độ 85-90-85%. Thì về giá bên em nói luôn cho các bác cũng chẳng phải giấu giếm gì cả, giá của nó là 2,5 triệu một bộ. 2,5 triệu một bộ, giá nó sẽ là bao phí ship cho mọi người luôn, bao gồm phí ship luôn. Và dòng này là dòng tự ngắt, các bác lưu ý cho em, này là dòng mic tự ngắt và dòng đặc biệt là dòng côn trắng đen. Thì trong tất cả những đời dòng côn thì côn trắng đen là đời côn đầu tiên cái dòng côn trắng của BBS. Thì những đầu côn này đầu tiên thì họ chỉ áp dụng trên những dòng mic đời cao cấp nhất và mắc tiền nhất của hãng BBS. Thì sau này về sau á, thì dòng côn này nó bắt đầu chi phí nó sẽ sản xuất nó rẻ hơn, thì họ bắt đầu sẽ phổ biến hơn và một số đời thấp hơn nữa. Những số đời, những cái đời mà về sau thì giá tiền thấp hơn thì họ vẫn sử dụng côn này. Còn những đời đầu tiên, những cái côn BBS này á, thì chất lượng rất là tốt, và đặc biệt là giá thành cái thời mà nó mới ra nó rất là cao, cho nên là chất âm của nó luôn luôn mà nhiều người bây giờ vẫn săn lùng cái dòng côn này. Đấy, kể cả những nhiều người các bác để ý cho em này, theo cảm nhận thì bên em thì nghe rất là khó phân biệt, nhưng mà bây giờ vẫn rất nhiều người vẫn đang đi tìm những cái côn bãi này để mua. Đấy, hiện tại bây giờ vẫn cứ tìm một côn bãi để mua chứ không dùng côn mới, thì chắc các bác cũng có những kinh nghiệm. Đấy, thì bên em cũng thật các bác là bên em bán hàng cũng lâu năm, nhưng mà để mà nghe thì cảm nhận là nó khác biệt hay không thì thực sự rất là khó, nhưng mà có những người ta sẽ thích cái côn bãi này hơn. Đấy, thì dòng này là dòng tự ngắt cho các bác. Đấy, và đặc biệt tất cả các lẫy pin sẽ được kiểm tra cho các bác luôn và sẽ không bị gãy. Đấy, những lẫy pin này, lẫy giữ pin này sẽ vẫn không bị gãy. Những đời mic này là sản xuất đời cũng khá là cao, sản xuất từ năm 2013-14 các bác nhé. Đấy, 13-14 là mới sản xuất thôi, nên là đời này đang còn khá là cao. Và thực sự là những đời này mic thì các bác hoàn toàn yên tâm về chất âm, nó rất là tuyệt vời. Đặc biệt với những bộ mic BBS, các bác lưu ý cho em, thì nó là một thương hiệu đến từ Đức rồi. Nhưng BBS thì chúng ta sử dụng lâu năm thì chúng ta sẽ biết BBS nó sẽ thiên về cái dạy trầm và dạy trung rất là mạnh, cho nên khi hát các bác sẽ nói chất âm nó dày, nó rất là dày và đầm ấm. Nhưng nhiều người sẽ không thích cái độ đầm ấm quá của BBS, cho nên nhiều người sẽ bảo BBS hát sẽ hơi nặng, đúng không ạ? Thì đương nhiên nó cũng sẽ có những cái lợi thế, về sau này thì họ sẽ có những cải tiến để giải quyết những cái điều đó. Giải quyết những cái điều đó thì BBS những đời đầu nhỏ này họ tích hợp thêm cái chức năng đó là chỉnh độ nhạy ở trên tay. Chỉnh độ nhạy trên tay thì các bác chỉ cần ấn cái nút ở trên bên trái đây, bên trái các bác giữ. Bên em đã có hướng dẫn ở trên video ở trên YouTube, các bác chỉ cần lên mạng gõ là hướng dẫn chỉnh độ nhạy của mic BBS thì nó sẽ ra cái cách hướng dẫn các bác sẽ chỉnh độ nhạy trên đây. Đối với dòng mic này thì các bác chỉnh độ nhạy rất là dễ và không bị lo méo tiếng, bởi vì là các bác sẽ chỉnh độ nhạy ở trên tay và chỉnh cái decibel nó thấp xuống là nó sẽ nhạy lên, có thể để cả 20-30 phân vẫn hát được. Đấy, nhưng mà lưu ý cho em đừng để nhạy quá, bởi vì nếu các bác dùng vang cơ thì nó sẽ bắt hú rất là mạnh.
Còn nếu chúng ta dùng băng số thì ok, còn băng cơ thì chúng ta nên hạn chế, cảm giác là chỉnh vừa phải thôi. Đấy. Thứ hai là mic này nó sẽ có chức năng tự ngắt, thì các bác sẽ chỉnh được bật tắt chức năng tự ngắt tùy theo ý các bác, nó sẽ tiện hơn. Bác nào mà dùng sự kiện thì nên tắt cái chức năng tự ngắt đi, còn nếu mà dùng gia đình thì chúng ta bật lên, nó sẽ tìm ít hơn, chúng ta sử dụng dễ hơn. Còn đối với bộ mic này thì bên em bán cho mọi người thực sự nó đang còn zin đét luôn. Cũng nói thật các bác là mic em còn nói luôn, bán hàng em không phải là giấu giếm hay là chia đậy gì cả. Đối với mic thì bên em nói thật các bác là không sửa được. Đấy, các bác để ý cho em những cái mic, cái vang là thực sự nó là những cái đồ khó xử nhất trong hệ thống âm thanh. Cái vang và cái mic là cái đồ âm thanh khó xử nhất, bởi vì nó sử dụng đến sóng này, vô tuyến này, rồi sóng tần số, rồi nó rất là nhiều thứ liên quan đấy nữa. Cho nên những đồ này thực sự bên em thật các bác là có cả trăm bộ hỏng bên em không sửa. Thì cho nên là bảo nhiều người bảo là mic còn zin hay không, thì nó thật các bác là zin 100%. Những cái nào bên em bán ra sẽ bảo zin cho mọi người. Mic sẽ bán ra sẽ được bảo hành 3 tháng và 1 đổi 1 các bác nhá. Bên em không sửa. Thẳng các bác là có sửa được, bên em cũng không sửa. Đó là danh dự bên em rồi. Bên em bán ra có một cái nguyên tắc, đó là bảo hành không sửa và bảo hành 1 đổi 1 cho các bác. Cứ lỗi gửi đây, đổi khác cho các bác. Cho nên là rất là yên tâm khi các bác sử dụng. Đặc biệt là BBS thì chất lượng âm thanh nó tốt. Và thứ hai là độ bền nó cao nữa. Độ bền nó rất là cao, cho nên mọi người cũng yên tâm sử dụng các bác nhá. Còn về vấn đề chụp, chụp đương nhiên là nó cũng bên em đã tháo bông rồi, bên em đã nhổ bông ra để vệ sinh cho các bác rồi. Chụp thì nó sẽ có những cái chụp đây, tuy nhiên nó sẽ cũng không thể là đẹp 100% được, bởi vì là chụp là cái thứ mà nó dễ chỉnh sức nhất, cho nên là bên em sẽ cố gắng tốt lại cho mọi người đẹp một chút. Còn bông thì bên em đã giặt rồi, tháo hết toàn bộ bông ra để giặt vệ sinh cho mọi người trước khi một cái mic mà đến tay các bác á, thì sự thật là các bác là trải qua rất là nhiều công đoạn, bên em là phải vệ sinh này, giặt bông này, rồi kiểm tra này, và test này, tất cả mọi thứ thì mới đến tay các bác được. Cho nên mọi người cũng yên tâm khi chất lượng bên em đã tung ra thị trường này, đó là những bộ mic đạt yêu cầu và các bác hoàn toàn yên tâm. Với những cái kính nó chày xước hoặc là những cái nút bị xấu thì bên em cũng sẽ thay nút zin cho mọi người luôn và kính zin cho các bác luôn. Tất cả những linh kiện đều là cái linh kiện zin bên em nhập từ nhà máy về, cho nên mọi người yên tâm. Với những bộ mic này thì khi các bác cài xong á, nếu trường hợp mà các bác sợ trẻ em nó ấn vào nó lệch tần số, thì các bác lưu ý cho em khi các bác cài xong thì các bác ấn cái nút khóa này, đây là ký hiệu cái khóa, các bác ấn giữ cho em tầm khoảng 3 giây là nó sẽ khóa lại các bác nhé. Thì những nút này nó sẽ vô tác dụng hết, thì các bác sẽ yên tâm, không có nhà trẻ em không may nó ấn linh tinh. Đã linh tinh thì các bác sẽ không có dò được, không biết trước dò thì sẽ nó mất thời gian. Bác công lên là đi xem của em cách dò ở trên YouTube nhé. Trên YouTube thì em đã có video hướng dẫn các bác dò rồi, nhưng mà nó cũng nhiều người đã cảm thấy nó hơi khó, cho nên là các bác nên khóa lại cho an toàn. Đấy, đó là những cái mà em đã hướng dẫn các bác và cũng như là giới thiệu các bác về cái bộ mic BVS GS750 cũng như là C77GS này. Thì những bác nào đang có nhu cầu về những bộ mic BVS mà dòng chất lượng như thế này, đặc biệt là hát nhẹ và nó phải dày tiếng, ấm và nó hay thật tiếng, thì đây là những bộ mic mà các bác nên lưu tâm chúng ta hướng tới. Còn nếu bác nào mà mình muốn hát mà nó dễ hát hơn, nó sáng hơn, nó nịnh giọng hơn, thì chúng ta hát kém hơn, thì chúng ta có thể dùng những bộ mic như cao cấp hơn một chút, dễ hơi hát hơn một chút. Ví dụ như hãng D-Acoustic thì bên em cũng đã có cung cấp một cái sản phẩm, đó là K555 và GS111 và những gọi là K888, thì đó là những bộ mic dành cho sự kiện rất là nổi tiếng và đặc biệt nó rất là dễ hát và nó cải thiện các bác chất âm khá là nhiều hơn, nên mọi người dễ hát hơn. Còn đối với BBS thì chất âm nó rất là thật, nó rất thật các bác ạ, nên là nhiều người nó thích BBS là vậy, hát ra câu nào nó thật câu đó luôn và nhiều người rất thích, ngân nga rất là khoái luôn. Thì đây là một bộ mic có thể nói là mọi người dùng cho những người phải nói là tuyệt vời, rất là hay. Còn nếu bác nào mà hát kém một chút thì các bác nên lưu ý cho em là nó đã có chức năng là chỉnh độ nhạy rồi, thì các bác sẽ tăng độ nhạy lên một chút thì nó sẽ hát rất là nhẹ và dễ hát các bác nhé. Cảm ơn các bác và hẹn gặp lại ở những clip sau. Chào và hẹn gặp lại các bác.